tính xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Hôm nay mình tìm đến một hoàn cảnh ở giữa đồng, đây trong gần kinh Ba Vĩ Điền quý vị. Có được sự giới thiệu của một người ở bên An Phương, tìm đến cái hoàn cảnh đâu kinh 500 vậy nè. Băng động vô đây để tìm, bây giờ cũng xa xa rồi mình chưa thấy. Tên là Lúa Đằng Chính nè. Tìm đến cây có tìm được hay không đi quý vị. Mình đã đi qua cây cầu này, qua cây cầu sắt nhà bằng đó. Chào mừng quý vị các bạn, mình hôm nay giờ mình sẽ lội qua bên đó. Phía ngoài đó là kinh Ba Mỹ Điền đó quý vị. Ở đây là cái đường đi vào nhà đó nè. Ở đây có cái chạy ruộng, chạy cất ở làm lúa quý vị. Phong cảnh hữu tình quá. Giờ lội bộ lại sắt bên này. Nãy giờ chạy từ ngoài kia vô đây chắc cũng cả km ạ. Gần km ạ. Ngoài bờ cây đó đó, không xa quá gì. Đi đường đồng đường đất, đường này thì trời mưa đi không được. Có nghĩa là cái nhà chú nằm giữa đồng. Mấy con chó sủa quá. Tới nhà này. Nữa, chèn ơi sủa nữa. Ôm sùm quá. Con chào chú. Của chú Tư Cua là chú ha. Chú ở trong này với ai? Có vợ bán số hả? Bán số hả? Thế này anh ơi, quá trời chó sủa rồi. Rồi đem để cái nước này xuống hả? Em quán bình nè. Chú ở trên đất đậu giữa đồng này quý vị, giữa cái đồng lúa luôn. Cái nhà có bị lớn. Ở đây một mình hả chú? Ở tối có điện không? Không. Không có điện luôn hả? Ở đây đâu có thấy cây cột điện nào đâu. Ở chú ở đây. Gắp cho chú cái đèn năng lượng mặt trời á. Chú ở đây nghe nói ở với vợ hay gì mà. Dạ. Ở vợ đi bán số. Đi bán số ha. Có nghĩa là ở nhà một mình nhất ba ngày là ở mình. Giờ chú bán vé số chắc đi bộ hay đi xe đạp chú? Đi bộ mà. Chàng ơi, đây đi ngoài cả cây số à. Bây giờ tính bây giờ mỗi người mình vô hỏi là một ai chỉ đi tại cái không gian nó chặt đó. Anh em mình vô lỡ thì mình có rồi anh nói đi em bên đây hả? Em bên đây thì em ở trước đây nó xa coi dễ. Rồi để cho tính cái nhà này là chú ở đất đậu hả chú? Dạ chú ở đây lâu chưa? Dạ gần 30 năm hả? Là ở ngay căn nhà này luôn hen. Dạ chị ơi, cách đây 30 năm. Vậy là gốc chú ở đâu lận? Long An. Long An hả? Rồi cơ duyên nào mà chú đến nơi đây và ở đây 30 năm? Nhưng bằng mướn hen. Cắt lúa mướn. Rồi lúc bây giờ thì đâu còn cắt lúa mướn được nữa hen. Dạ, ngày xưa cắt lúa mướn chứ giờ vô phương rồi. Dạ. Dạ. Ê, con nghe nói chú bệnh sao? Tai biến nhẹ. Tai biến nhẹ hen. Vậy là còn chống gậy đi được phải không? Ừ. Này thấy có cây gậy nè. Chú bệnh bao lâu năm rồi? Mới đây nè, mới có tuần lễ thôi. Ở giữa đồng vậy rồi cái điều kiện sinh hoạt ăn uống khó khăn gì hả chú? Nước nôi nè. Nước nôi thì cũng sắc chứ lúc là nó phèn xài. Trời ơi, nó phèn nước này rồi. Uống nước nào? Nước mưa. Uống nước mưa hen. À, nước uống nước mưa cũng còn đỡ chứ mà uống nước này chắc không được đâu, nước này nguy hiểm lắm. Cái nhà này bề ngang mình chắc chừng 3 mét gì hả chú? 3 mét cứng 3 mét hả? 3 mét rồi. 3 mét trở lại hả? Cái này chiều dài chừng 6 mét gì hả? 6 mét. Dạ. Vậy là chú có con cái gì không? Có đứa con gái đi bận ở Bình Dương. Có một người gái duy nhất đi làm rồi. Chứ nhà đi cái ngoại. Dạ. Rồi hai vợ chồng ở đây hủ hủy ở đây. Ừ. Rồi cô đi bán giấy số một ngày khá không chú? Một ngày có 120. 120 chục tờ ha. 120 tiền á. 120 có nghĩa là 120. Ừ. Là 120 vậy là bán được 108. 108. Dạ. Ở đây mình có một cái giường ngủ duy nhất hả? Có giường ngủ. Dạ. Ồ đây nóng dữ ghê chú ha. Thấp quá thấp nè, nóng dữ à, con đứng đây nghe hực 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 hơi luôn á.
hai bên vách tôn đâu mà. Dạ, gặp vách này không có gió nữa nè. Ủa sao cái vách này nó lủng lỗ dữ thần vậy? Không có gió lắm, nó mở ra. Mở ra lấy gió hả? Như làm cửa sổ ha. Cửa sổ cho gió. Gió vô gì mà mở lỗ trống này trộm vô sao? Ở đây chậm nó không có dòng ngó hả? Vậy là ở đây không có điện này chú phải xài đèn pin hả, với đèn bình hả? Này bình nó xài không khỏi. Bình nó xài không khỏi. Pin này. Sao có bình mình không đốt con đèn xài? Không có đốt, đốt rồi đi một tháng rồi đi sạc bên chợ xa đó. Dạ đi sạc xa hả? Chút bên chợ. Để dành bình để sạc điện thoại thôi hả? Ừ. Sạc điện thoại nó liên lạc với con cái hay sao? Ừ. Cô đi bán là thường thường sáng mấy giờ đi chú? 6 giờ. 6 giờ đi rồi mấy giờ mình mới bán xong? Tới 5 giờ mới về. 5 chiều hả? 5 giờ. Vậy là ăn uống là cô đi, cô tự ăn cơm tiệm luôn. Ừ. Còn chú ở nhà chú nấu cơm ăn hả? Cơm ăn. Dạ. Xưa giờ chú với cô có ruộng vườn gì không? Không. Không có đi làm mướn không luôn. Rồi ở đất đậu này có ai chú? Người quen thân hay sao? Có bà con gì không? Quen không có bà con gì. Người ta thương ta chở thôi ha. Ừ. Dạ. Bình nước này mình sao? Mình mua hay sao? Nước mưa này nước lọc không mua thùng rồi mình... Để dành xài luôn. Nước mưa. Rồi. Mua thùng hết nước mưa ha. Ừ. Dạ. Nghe nói chú là chú uống nước với kinh luôn hả? Không có uống nước mưa không chứ. Dạ. Có lóng phèn này xài nước, chút cơm nước. Dạ. Nấu cơm nấu nước ha. Ừ. Nấu cơm chú lấy nước mưa chú nấu á. Ví dụ như chú giò đi, giò gạo xong rồi chú lấy nước mưa chú nấu. Chú nấu nước đó độc lắm. Tại vì ruộng mình thuốc sâu nè, không với thuốc sâu rồi độc lắm. Chú cho con tham quan nhà mình chút được không? Dạ. Tham quan nhà. Này hàng chó sủa quá sủa. Thuốc nam hay gì bịch bịch vậy chú? Chú uống hay gì? Ừ. Xong chén. Đây là cái dàn để đồ ăn. Đây cái dàn bếp. Rồi, coi như đó hết rồi gì. Nấu một cái củi nó đen rồi lùi rồi. Đây là ra ngoài này cái sân nước cái là à đây có cái bồn hứng nước ha. Có cái bồn này hứng được nhiều nước chứ ha. Nhà ở giữa một cánh đồng lúa mênh mông bát ngát. Thì tổng thể căn nhà bề ngang khoảng 3 mét, dài khoảng 6 mét cái gì. Sau này có được cái bồn nước để chứa nước mưa dự trữ uống, để uống, dùng để uống thôi. Uống là chú chia sẻ là uống trong những cái tháng nắng luôn đó. Rồi còn nước nấu á, nước nấu ăn thì nấu bằng nước kinh rồi múc lên, xách lên rồi lóng phèn, rồi xài. Thì nấu nấu ăn uống mà nấu bằng cái nước kinh thì rất là nguy hiểm. Nước kinh giờ nó độc địa lắm cái gì, nước phân bón thuốc gì sâu quá. Và uống bằng nước đó rất là độc. Dạ, có cái này để uống không đỡ nhưng mà uống không chưa đủ. Tại vì mình nấu đồ ăn mình ăn nấu cơm hay là nấu canh gì đó thì cũng là cái nước đó mình húp uống hết rồi. Cho nên là nguy hiểm lắm. Đây là mấy cái lu nè. Đây những cái lu chứa nước lóng phèn. Xách nước cho đó lên. Lóng phèn. Chàng ơi gọi uống rồi. Uống rồi mưa đó. Không có, không có nước mưa này chú hứng được có mấy tháng mưa thôi chứ mấy tháng nắng này đâu có chứa nổi tới mấy tháng nắng được. Uống không à, chứ không có chứa. À, chứa thì uống không thì ít tốt hen. Ừ. Uống không có gì. Dạ. Rồi giờ chú còn đi làm được cái gì không? Làm hồ mà giờ. Không có. Tai biến thì giờ không có đi được. Không có, trong thời gian bệnh tai biến nhẹ nè, mình có làm được cái gì nhẹ nhẹ không? Để kiếm tiền. Nấu cơm cháy củ vậy đi. Dạ. Nói chung là làm việc nhà thôi ha. Ừ. Dạ. Chú năm nay mấy mươi rồi chú? 60 ha. Thiền ơi phải được có sức khỏe lãng quý chứ bệnh cái Tết này mới sống hết. Dạ. Là chú từ hồi lên đây tới giờ là chú ở thiệt thọ một chỗ này luôn. Ở đằng kia 30 rồi, đuổi 30 rồi. Dạ. Ở đằng kia là ở đất người khác hay gì? Cũng ở trên đất này luôn. Cũng của chủ đất này hả? À, cũng ở người cây me đó. Thì ngay lúc chỗ ở đó rồi, lại đây nữa 3 lần. Cái nhà này mình cất bao lâu rồi chú? Ngay 3 năm rồi. Mới 3 năm ha. Ừ. Ngày xưa hay chồng tích góp cất nhà hay sao? Thì dần góp cái dở tên cũ rồi, nhà cũ rồi dứt.
tin quá thì ngày mới cho. Dạ. Cũng có người cho ha. Ừ. Không ngày mới cho. Bán số 1.120.000 hay trồng sống đủ không chú? Trồng một tiếng thuốc men nữa tiếng. Thuốc men nữa, chú uống thuốc nhiều không? Không. Chú uống thuốc nhiều không? Uống thuốc thì cả biến rồi uống thuốc này. Ủa? Tại biến nè chú, giờ uống thuốc sao to hay là uống sao? Mua dĩ rồi mua về uống. Chứ tại biến mình phải uống theo to chứ. Trà tim. Trà tim hả? Thì cao áp. Dạ, yeah. Chỉ uống trà tim với cao áp thôi ha. Ừ. Yeah. Hôm nay con cũng đi chung anh Phương đến đây. Thì có người giới thiệu hoàn cảnh chú cũng rất là khổ. Ừ. Thì hôm nay trước tiên đến đây con thăm chú. Rồi sau đó thì con xin trích cái quỹ của cái Thuận An thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ chú phần đầu tiên lúc đầu. Chút ít cho chú chia sẻ khó khăn trong lúc của mùa dịch khó khăn này, chứ lại chú bệnh không có làm được ca tiền này chú. Thì con gửi chú 500 ngàn. Đây là cái trích trong cái quỹ của cái Thuận An thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ khó khăn với chú trong lúc này ha. Cảm ơn. Dạ. Xin cảm ơn nhà trợ. Bé Thuận ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi tôi cảm ơn. Dạ. Nãy giờ bạn cầm máy anh Phương quay một đoạn cho hoàn cảnh của chú, rồi giờ mình đi chào chú không về, không có em về luôn rồi. À, thôi chú con về nghe chú. À, chúc sức khỏe chú ha. Dạ, nếu có duyên với Mạnh Thường Quân nào mà có ai giúp chú gì thì mấy con sẽ đến nữa. Dạ dạ, rồi chào chú nha. Rồi Đức Tính cũng xin trân trọng kính chào toàn thể mọi người luôn nha. Giờ đi ra về. Cũng xin chân thành cảm ơn Bác Thuận đã gửi cho chúng quý để chia sẻ đến những hoàn cảnh khó khăn trong khu vực. Chân thành cảm ơn toàn thể các mạnh thường quân đã đồng hành cùng Đức Tính trong công tác thiện nguyện trong thời gian qua. Xin chúc toàn thể mọi người được nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc. Xin trân trọng kính chào.